dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Hai người mà còn trẻ nữa chắc là hả, chắc tâm bậy tân bừng luôn á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ. Quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu mũi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích sáu múi nha. Dạ. Dạ. Ừ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua ba mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi, cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao, chung em đã nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được. Chung em nhìn em mới biết được chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chung mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm. Đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là chắc bậy tân bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi, thân em thì 3m bẻ đôi chị, mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên đây cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì mới có hai thôi. Hai thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ cách đây khoảng hơn năm. Mình còn vương vấn gì giống như đã qua rồi chị, thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được mình người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Yeah. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 múi. Cái này một múi đó. Được đó. Chị muốn mấy múi, không có mấy múi được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chi? Khỏe ha. Mẹ. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm chị đi em nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy ha? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy hỉ. Hít sao mà anh thấy là 1, 2, 3. Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống xác nha. 7, 8. Ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10, 11, 12. 20 đi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đủ chưa quý vị? 20. Khỏe luôn. Cười ha. Cười ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền, bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Ừ. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào bạn gái, chào. Rất là dễ thương. Bạn trai bên đây có vẻ hơi hiền,
hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ ta phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ. Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện dạ. đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ồ, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo đó. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi ngay vụ đó đi. Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu ấy ha. Dạ. Đó, hôm nay mình có chuyện đi với ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường. Chào Hoàng Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly. Rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này ổn nỉ, em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống nhưng mà anh nói. Linh nói. Không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi. Anh Linh nghĩ. À không mà, nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Ừ. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Ừ. Nhưng mà em Văn Anh dễ thương lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào bạn. Chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ, em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ, thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ, Xuân đây thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Ừ. Gặp nhau trò chuyện nha, để hiểu hơn. Rồi, mời bạn. Ngày mới của em vui vẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Nó có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này. Nhưng em thích 1 muối à, em thích nó tròn tròn. 1 muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp. Cho mình nhìn đẹp là đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn có thể làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà với gì sau này anh... Chúng anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu em. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì như thế nào? Chúng mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi. Còn không có anh sẽ không đi được. Đúng rồi, có tiền mới mời chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên. Còn nếu em mấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt. Nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đón giờ. Nghĩ là tiết kiệm nó sơ. Em thì về quản lý chi tiêu cũng khá ok. Nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chén. Chung mình sẽ có mỗi khoản khác nhau. Một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng. Không bao giờ xài lỗ. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có rất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa không? Em không biết nói gì chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào,
Một. Hãy làm theo những gì cô team mình mách bảo các bạn nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không, để ngày sau đi. Để ngày sau gặp rất thoải mái hơn. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm chặt tay nhau nhé. Rồi, nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim đi hai bạn. Dạ, em nóng tính, dữ chị. Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bạn trai đừng là con một chị. Em thấy ở rỡ, em thấy hơi khó chịu vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hảm à, mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi em giới thiệu luôn nha. Dạ em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. Chị. À dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, ở quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ chị. Bác sĩ? Anh làm dạ. Khoa gì vậy em? Dạ em là khoa học cổ truyền ạ. Rồi mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của Simanfico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha, tháng á hung chưa? Dạ chưa anh. Chưa luôn. Rồi. Ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Mày ta thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Ừ. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính, dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì phải... Không phải, đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm. Nhưng mà đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. Em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mà em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mà biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà thanh? Tại mẹ em xem rồi mẹ em cho em xem. Em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi, em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai đừng là con một chị. Hả? À, vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em, nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi, nhà em có 6 anh em ạ. Đông là... đông vui chị. Đông vui? Dạ. Được ha? Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ 6 nhưng mà là con thứ 5 nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rỡ em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rễ vậy đó. Không chị. Không hả? Bây giờ chị bậy hả? Em muốn ở riêng. À, em muốn ở riêng. Dạ. Rồi. Bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ nhất là về ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được, cười thì có duyên là được. Còn cười có duyên, cười sao có duyên? Cười duyên nữa, không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi. Còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm đến gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ?
Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên này nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao, nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. À, về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị. Cao nhiêu? Dạ, cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 chị ơi. Ờ, vậy được rồi, gì nữa? Dạ, thì bạn trai thích thể thao một chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. À, đừng có bụng bự quá, rồi gì nữa không em? À, không có hút thuốc chị, còn rượu bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc. Bụng có bự không? Bụng bự không? Dạ, có. Bụng bự chút được không? Không dạ, bự lắm đâu. Bụng bự ôm sướng như thế đâu em. Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Dạ, không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ, em thích gương mặt nhìn dễ thương là được. Như là ca sĩ Hiền Thục đó. À, vậy ha. Giống mẫu, Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Hình mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha. Dạ, em chào anh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết họ có biết hung nhau không nữa. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao thích lãng mạn ta. Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta. Tình yêu mà thích khô khan vậy ta. Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá. Thôi mình gặp người nhà đi. Em trai có đi với ai không? Dạ có, em đi với chị con bác với lại em họ. Dạ em chào anh Hiền Linh, chào chị Cát Tường. Em cảm nhận cô gái bên kia có hợp với em của em không? Dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này có cái nét tính truyền thống, rất là hợp với bạn Sự, cũng hiền lành, dễ thương. Mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn Sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn Sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học, ít thời gian quen bạn gái. Khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình. Thì bây giờ học cao học thì cũng nhiều bạn này lớn tuổi rồi. Thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà Sự cũng mong muốn. Mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bác sĩ, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em, bạn của mẹ em với bạn của em chị. À, có mẹ với bạn mẹ nữa ha. Dạ, chào cô. Chào Cát Tường. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay. Dạ. Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi. Dạ. Thì Kim Long thì biết nấu nướng. Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị, chứ không phải là nóng tính ở đâu cũng nóng tính được. Dạ. Hết. Cho nên là con cứ yên tâm. Còn về bạn trai bên đây thì mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó. Nói vài câu gì với cô đi. Dạ, con kính chào bác ạ. À, hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi. Thì con mong rằng sau này con có thể làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa. Và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc. Rồi, cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không giống ai nói gì đó. Thôi được rồi, kéo màn lên đi. Rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn. Dạ em chào. Dạ đầu tiên cảm ơn. Dạ em rất là dễ thương. Sao hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó còn rất ít, cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thứ bảy thông cảm được không? Dạ được, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ. Đâu lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào rồi.
không hiền mà. Thử coi anh khỏe không em, mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ với em. Mặt ảnh coi thế nào. Đâu, em để qua lên đây, để qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không có mập. Cũng nhanh lắm á. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi, đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi, gây ấn tượng đi. Dạ, nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát, thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt anh. Xích xích vô. Anh tặng cho em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người xin lắng nghe, nay còn thêm anh muốn nói tình yêu đó riêng cho em. Anh qua chi cho người ta, đứng qua chi cho người ta quên vậy? Đã quên rồi. Thấy hình tượng thấy thương quá nha. Một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng mà. Cho bạn gái mình thấy thương gì đâu. Bây giờ tình hình thấy sao rồi? Dạ. Hả? Mười dạ. Tháng sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh em... Cặp này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao? Tay em lạnh. Để, mà đâu bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem. Đầu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi, ông kia ông nhát kìa. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây. Bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không. Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao sóng tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Rồi được rồi. Rồi ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3, 2, 1, hết thời gian. À bây giờ là nắm tay thiệt rồi nè, nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh hứa gì với bác đi? Dạ con hứa với bác là con sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em còn không còn ra đây nữa. Trời. Bác là bạn hùng gái bạn gái. Dạ thôi. Không phải hùng á. Buộc á. Buộc á, xin phép bác đi. Thôi. Dạ. Không xin đi. Xin phép bác cho con hùng. Đây. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Bác nói không được kìa. Là hung chưa được phải không bác? Không được thấy chưa? Làm lại. Nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tay nhau. Ơi. Rồi bắt đầu hung lại nè. Bác nói chưa được là hung lâu lâu chứ. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Nó khó thở. Khó thở. Hung khó thở. Khó thở hay tắc thở? Đây là chiếc vé xem phim của Siêu Thị Bóc, hệ thống 212 Lý Chính Thắng. Các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha. Cát Tường xin chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn tại nhà hàng Maison Mận Đỏ. Nhà hàng Maison Mận Đỏ ở khu Thảo Điền, quận 2 quý vị nha. Tại sao lại gọi là Maison? Trong tiếng Pháp á, Maison có nghĩa là
Nhà có nghĩa là có thể đây là ngôi nhà thứ hai khi chúng ta chọn để đến đây để được thư giãn với những bữa ăn rất là ngon theo phong cách kết hợp giữa Việt và phương Tây quý vị nhé. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Việt Pháp cho nên rất là ấm cúng và rất là lãng mạn luôn. Đây là một nơi mà rất là nhiều người lựa chọn đến để thưởng thức những buổi ăn trưa, để bàn bạc công việc rất là yên tĩnh, những buổi tối rất là lãng mạn, rất là sang trọng quý vị ạ. Còn giống như em thấy, giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì đã nhường con gái rồi. Để nó có một cái hạnh phúc lâu dài, đòi hỏi cả hai bên phải có sự chia sẻ, thông cảm. Đúng rồi, khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, cũng như là chịu đựng nhau vậy đó. Cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay cũng đã có mặt rồi. Tường sẽ không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái ngày hôm nay vào. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn sẽ phải giới thiệu thật to lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nha. Bây giờ anh giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lương Văn Điệp. Lương Văn. Văn. Dạ. Điểm. Điệp. Điểm. Điệp. Điệp. Dạ. Lương Văn Điệp. Trời ơi, nói lớn lên ngồi kế bên mà tôi còn không nghe được, sao bên kia nghe. Lương Văn Điệp. Vâng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nói lớn lên xíu, rồi tiếp tục. Hiện tại đang làm công việc ở bên Hồ Đồng Nai luôn. Em làm về lĩnh vực cơ khí, chế tạo cơ khí CNC. Mình làm cụ thể là làm gì? Làm bên lập trình CNC. À, lập trình. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, 83. Sinh 83, 36 tuổi. Dạ. Tên Điệp. Dạ. Ở Biên Hòa. Biên Hòa. Làm lập trình CNC. CNC. Quê mình ở đâu? Quê ở Nam Định chị. Quê Nam Định, vào Biên Hòa ở lâu chưa? Rồi năm 97. Rồi hiện tại là đang sống với ai ở Biên Hòa? Sống với ba mẹ. Sống với ba mẹ. Rồi tới mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, mới chào tất cả các khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Em hiện đang ở Đồng Nai á chị. Ở Đồng Nai, Hiền Đức. Hiền Đức. Dạ. Dạ hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản, làm ở gần nhà luôn. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 88. 88, rồi dạ. 31 ha. Dạ. Tuổi tác là cũng hợp lý. Biên Hòa thì cũng thuộc Đồng Nai. Dạ. Bên đây cũng Đồng Nai, cũng tiện rồi đó. Thấy là ghép hồ sơ vậy cũng ổn rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Điệp là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, biết làm việc nhà. Hòa đồng, biết làm việc nhà. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là sợ độ cao với lại hay thức khuya dậy trễ, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. 11 giờ, 11 rưỡi, sáng mấy giờ dậy? 7 giờ. Vậy 11 giờ, 7 giờ là cũng hợp lý, giờ đó giờ đẹp rồi. Thường người ta ngủ 10 giờ. Ai ngủ 10 giờ? Gà hay sao mà ngủ 10 giờ? Rồi còn mình thì sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thích nấu nướng, tò mò những món ăn ngon, lắng nghe người ta chia sẻ. Mà lâu lâu mới hiểu. Luôn lắng nghe mà không có hiểu. Dạ đúng rồi, điểm người ta mình khó hiểu lắm chị. Chỉ mình đôi lúc mình còn chưa hiểu được. Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu hả? Em không thích bộc lộ bản thân nhiều. Gặp người lạ thì ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc nhiều. Vậy mình sẽ ít mối quan hệ. Dạ đúng mình cũng rồi. Khó. Chính vì vậy mình phải cần tới chương trình đó. Dạ. Mình phải dạn dĩ lên chút xíu. Mình cũng phải mở lòng mình ra, người ta mới tiếp cận mình được chứ. Tình trường của em hiện tại là như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi em? Dạ chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Tại đó cũng là mối tình đầu của em luôn. Quen được bao lâu? Quen 2 năm thôi. Và hồi đó là thích bạn đó từ hồi năm cấp 3. Đến khi đi làm rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cũng tính tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau do gia đình bạn đó không muốn con gái bên đạo á chị. À em là có đạo. Dạ đúng rồi. Ủa anh là đạo gì? Thiên Chúa. À vậy là hai gia đình có đạo luôn là hợp rồi đó. Không thuyết phục được hả em? Tại vì bạn đó là con trai một. Cho nên thôi đường ai nấy đi. Rồi còn mình tình trường sao nè Điệp? Em có hai mối tình. Đầu tiên 25 tuổi. Tình thứ hai 30. Hai tuổi bọn em nó không hợp tuổi nên là hay xung khắc, nên là hay cãi nhau. Đạo Công giáo có đi coi tuổi nữa hả? Dạ, bên đạo Công giáo thì không, nhưng mà em quan sát thấy nhiều bạn bè với anh em nhiều cái tuổi nó xung khắc mà thấy hay cãi nhau, cho nên là bên em là tiến tới hôn nhân có đi coi tuổi gì không? Dạ không chị. Lúc đó là cô đó tuổi gì? 92 là tuổi thân. Tuổi thân là mình là tuổi gì? Hợi. Em tuổi gì?
Em tự con Rồng. Rồng là Thìn. Dạ. Vậy là hợp rồi. Bạn gái cũ có cái chỗ nào không hợp với mình à? Cô quá mạnh mẽ, không nhìn nhượng. Không có nhường nhịn mình. Vâng. Không nghe lời mình. Không phải không nghe lời mà hôm đó nó có gặp cái chuyện nữa là có một cô bạn nhắn tin cho em, bạn đồng nghiệp. Cô phát hiện ra tin nhắn, chuông kêu rồi cô đọc thì cô ghen rồi hai bên cãi nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà mình có cái gì với cô kia không mà để người ta ghen? Người ta hay mời đi uống cà phê. Lúc đó nhắn tin là lúc đó mấy giờ? 9:30 tối. Ban đêm mà đồng nghiệp 9:30 tối mà nhắn tin rủ đi uống cà phê, bạn gái không ghen mới lạ, đúng không em? Chắc là mình cũng có cái gì đây. 9:30 sáng uống cà phê, 9:30 tối uống cà phê cái gì? Lúc bây giờ không có hiểu nên không nói rõ, nên ngồi dứt khoát nói rõ để cho người coi ta biết. Coi là bạn gái chia tay luôn. Mà bạn gái là rất mạnh mẽ. Dạ. Ngoài ra bạn gái có khuyết điểm gì không? Lúc đầu là người ta hay uống, thấy uống bia nhiều nên em không thích. Cổ hả? Cổ uống bia hả? Vâng. Uống nhiều lắm hả? Mấy chai. Mấy chai, phụ nữ uống mấy chai cũng bình thường. Một hai chai thì không sao, chứ 6-7 chai là nhiều. Thí dụ cô xỉn vô cô làm gì? Xỉn vô thì nói lung tung. Nói lung tung. Gì nữa không? Ói ra. Ói hả? Vậy là không được rồi, uống hơi lố tai rồi. Buồn không? Rồi sau khi chia tay có buồn không? Cũng buồn. Không, về nhà rớt vài giọt nước mắt. Khóc luôn hả? Vâng. Thế mình có uống bia được không? Chắc uống được ít thôi chị. Mấy chai? Em uống chắc 5 chai. Có khi nào say ói chưa? Chưa bao giờ. Bên đây 6 chai là ói chia tay rồi đó, em 5 chai hả? Em 5 chai mà không đến nỗi say ói đâu. Vậy là tủ lượng em dữ à, dữ hơn cô kia nữa à. Cũng tạm tạm ạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng mình muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn một người biết chăm lo gia đình, một chút truyền thống, một chút hiện đại. Mẫu về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Cụ thể đi, cao thấp mập ốm, tóc dài tóc ngắn trắng đen, hiện đại cổ điển. Cao một xíu, 1m57 trở lên chẳng hạn. Em cho chị một cái á. Hình của em coi, ảnh ở trọng á, em ráng kiếm ảnh nha. Đó, kiếm đi. Có dạ. Cô gái ấy ở trọng á. Còn mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào, nói cho Tường nghe coi nè. Dạ, về ngoại hình thì chắc phải cao 1m7. Cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 không? Dạ, em cao 1m7. 1m7 á. Sạch sẽ, gọn gàng, không có để râu, không bụng bia. Không bụng bia? Dạ. Tính tình thì có thể cởi mở, rồi chịu lắng nghe, không quá độc đoán gia trưởng. Không có râu mà hơi nhiều lông. Tai lông không à? Lông không hả? Trong này không thấy ai có lông ta. Lông ta sao em thấy được trời ơi. Lông tay mà chị. Ừ, nhưng mà cái hình chụp xa sao thấy được lông tai. Hay lông tai ai cũng có mà. Quan trọng là nhiều thì ít thôi. Nhiều. Nhiều quá thì mình cạo. Vẫn đi quách luôn em. Dạ. Ha. Rồi, chọn ra được cổ chưa? Đây. Đâu? Tại sao chọn cô đó? Thấy cô ấy dễ thương. Cô ấy dễ thương. Rồi giữ cổ đi chút nữa gã cổ cho. Kiếm được ảnh không? Em nghĩ chắc anh áo xanh. Anh nào? Anh áo xanh. Xanh nào? Xanh này ạ. Lý do sao chọn anh đó? Nghe cái giọng. Nghe cái giọng mà biết anh áo xanh. Em đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Trời ơi, hai người này siêu à, thần thánh rồi. Bây giờ mình cứ cầm tấm hình lên đi ha. Cửa trái tim mở ra rồi mình so coi có đúng với cái gương mặt ngồi đối diện mình hay không nha. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Xem đi, chúc mừng các bạn. Vậy em đoán gần đúng rồi đó. Em tính chọn anh áo xanh này nè. Tôi nghe áo xanh, tôi tưởng xanh đó rồi. Xanh kia trật lất ở đó, ba bốn anh nào cũng áo xanh hết trơn á. Dạ. Còn bên đây vậy là cũng thích hiện đại đúng không? Dạ. Giờ hai người đều sai hết trơn rồi, giờ sao đây? Sai rồi, phạt đi anh. Hút hết đó được không? Bây giờ tặng quà trước đi nè. Tặng em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hoa đẹp quá. Có hoa hồng tuyệt vời. Em cũng có món quà gặp mặt đầu tiên, cái này là em tự làm. Wow. Dạ, em hy vọng một ngày nào đó con thú này sẽ có về nhà với em nói chung một đôi. Ồ, oh, mở ra chị xem coi, chị tò mò quá. Rồi ngồi xuống đây cưng. Dạ. Có nghĩa là em làm hai con. Dạ. Tặng ảnh một con. Dạ. Lấy ra coi con gì anh, trời nãy giờ tôi chưa thấy con thú gì luôn, ta tự làm đó. Ồ, oh, con gì đây? Con thỏ hả em? Thỏ. Dạ, con thỏ, trời ơi, chết rồi. Em làm thỏ không ai nhận ra vậy ạ. Thỏ nhận ra thỏ không? Dạ, con thỏ. Nhận. Cảm ơn. Bây giờ sao, muốn hình phạt gì đây? Muốn hát hay muốn hít đất? Hát chị. Rồi hát đi, hát lớn nha, hát nhỏ tôi bắt hít đất á. Anh đứng nơi đây chờ em tan trường về, cầm trên tay đó hoa thật xinh để trao tặng em. Ngồi nơi đây anh mộng mơ, ngồi nơi đây mãi mong chờ, chờ gặp em mặc cho trời mưa hay trời nắng.
Cô bé kia ơi, này em tên là gì? Chạy theo em mệt ghê mà sao chẳng nói ra một câu. Chàng đẹp trai là anh đây, chàng đẹp trai mãi chung tình. Tại vì sao hay là em không tin anh nói? Anh đẹp trai nhưng mà anh chung tình. Đằng sau anh có bao nào mà tính anh vẫn không bằng. Tại vì sao? Tại vì anh yêu em đó. Trời ơi, tới riêng là mình đi. Em hát điệp khúc được không? Tại chỉ nhớ em hơi kém. Chị hát được okay, một lần. Ok, mời em. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biến trong lòng, còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em được nói yêu anh một lời. Dù tên ta vỡ đôi. Không nhớ. Rất là hay mà hát sao mà sao vậy? Rung ạ. Rung đó hả? Dạ. Tôi tưởng nó vừa hát vừa khóc chứ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có những thời gian để mà mình tâm sự với nhau, tìm hiểu cho kỹ. Chị Tường ra ngoài mời hai bạn cùng thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức cái món là gà nướng lá chanh tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Món gà nướng lá chanh không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của chanh hòa quyện vô mùi thơm của gà nướng, ăn kèm với xôi nếp Việt Nam. Wow, đây là một món trong những cái món của nhà hàng Mận Đỏ. Không khách nào mà bỏ qua món này được khi mà bước vô nhà hàng Mận Đỏ nha quý vị nha. Tuyệt vời. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường quay lại nha. Em mời anh nha. Rồi, cảm ơn em. Hồi nãy anh nói anh tên gì nhỉ? Anh tên Điệp em. Anh làm ở đâu? Anh làm ở Biên Hòa, Biên Hòa 2. Anh làm cái gì? Anh làm về bên ngành cơ khí. Em đấy em là nhà dưới gần Phước Tân đúng không? Long Phước. Long Phước. Long Phước là gần Tam Phước. Đúng rồi. Anh xuống đó bao giờ chưa? Có xuống đó. Thời gian làm hành chánh là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em làm từ 8 giờ cho tới 6 giờ. Cái làm vậy thì chủ nhật thì mình rảnh thì mình làm gì? Rảnh thì em thường ở nhà thôi. Anh rảnh thì anh làm gì? Đấy, đi cà phê hay nào? Cà phê hả? Đi cà phê một mình hay với bạn? Đi với bạn chứ. Ngon lắm á, anh thử đi. Rồi, cảm ơn em. Quan điểm của tình yêu của em là như thế nào? Như thế nào để những yếu tố gì để nó tạo nên một tình yêu bền vững, hạnh phúc? Sự quan tâm và chăm sóc. Phụ nữ thì rất là gọi là không thích nói. Ý là giống như mình thích gì cũng không muốn nói đâu. Tại thích đàn ông tự mình nhìn và tự mình quan sát và tự mình tìm hiểu. Nó có sự nhìn nhượng, có sự chia sẻ và thông cảm. Nếu mà nhường nhịn và thông cảm là giống như vợ chồng á, tức là giống như ở với nhau thì phải sẽ có sự nhường nhịn. Còn giống như em thấy, giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, giống như là chịu đựng nhau vậy đó. Anh có hay đi chơi hay đi ăn uống hay đi xa gì không? Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, đi đá banh hay là đi đâu đó xa xa. Anh thấy món này sao? Thịt gà đúng không? Ngon. Thường thì giống như anh không đi chơi với bạn thì anh sẽ ở nhà hay đi đâu? Lúc nào mà người đi thì ở nhà xem tivi. Anh này anh xạo dễ sợ. Tôi ngồi ở ngoài tôi quan sát anh không có ăn. Cô này hỏi món này sao nó ngon. Ngon rồi lúc đó mới ăn. Dạ. Chắc ngon bằng mắt thôi ha. Có ăn chứ. Có ăn. Rụt rè quá, thanh niên rụt rè quá, sao lấy vợ được trời. Phải mạnh dạn lên, người ta phụ nữ người ta gợi toàn hết. Nãy giờ nghe ngoài nghe cổ hỏi anh không à. Điệp chưa hỏi được một câu luôn, bây giờ Điệp hỏi một câu coi nè. Thời gian nào thì em rảnh? Nếu mà rảnh thì xong công việc thì sáng chủ nhật. Từ sáng đến 10 giờ tối không? Em sợ anh 10 giờ tối anh về là khuya quá. Khuya cũng được. Nhìn xa mà. Đi chơi nói chung con trai thì không sợ. Nhưng mà em sợ giống như mai anh còn đi làm nữa. Thì biết sao 11 giờ hơn ngủ được rồi. 11 giờ hơn ngủ rồi 10 giờ mới về hả? Họ không tính thời gian chạy xe về hả? Chạy khoảng 15, 20 phút. Ở đâu mà chạy 15, 20 phút? Gần Tam Phước đến ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa. Chắc khoảng 9 cây. Ô gần vậy hả? Dạ, anh ở trong này lâu chưa? Năm 97. 97 đến giờ hả? Là anh hiện tại là sống với gia đình? Đúng rồi, sống với bà mẹ. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nè, ví dụ quen thời gian mà ok kết hôn thì mình sẽ sống ở đâu? Có làm dâu hay không? Hay là mình sẽ ra ngoài ở riêng? Hay là kế hoạch của mình trong tương lai là như thế nào? Trước mắt là làm dâu xong hồi xây nhà rồi ở riêng. Xây nhà ở đâu? Bà mẹ cho đất để xây. Cho này. Chưa? Cho rồi. Cho đất rồi, đất ở đâu? Đất thì bà mẹ ở phường Long Bình. Có nghĩa là lấy vợ là sẽ ra xây nhà ra riêng. Dạ. Thế em có ngại làm dâu không?
Không ạ, nói chung là tính em nó hơi hiền nên em ai muốn nói gì nói, mình cứ làm thôi. Chị thấy trước mắt hai đứa hợp nhau ở cái chỗ là mình cùng đạo, cho nên nó cũng dễ nói chuyện với nhau và gia đình cũng dễ tiếp cận với nhau hơn. Khoảng cách địa lý thì giờ nghe cũng gần thì cũng ổn rồi. Và anh thua cái chính là hai bạn có tiếp cận với nhau được hay không. Anh này thì có vẻ hơi rụt rè một chút xíu. Nếu mà quen với anh là em cũng phải hơi chịu chủ động mọi thứ. Mà em thì nãy em đã nói là em lại không thích cho chủ động, nhưng mà đôi lúc đâu biết đâu mình thay đổi khẩu vị đi cưng. Mà chị là phải bình em, điệp em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Phụ nữ đương nhiên người ta chủ động được hết á, nhưng mà người ta đôi lúc người ta phụ nữ mà người ta muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc người kia, chứ mình mà thụ động quá thì cũng hơi khó. Tự tin lên nha. Bây giờ để cho hai bạn có thể là thoải mái hơn một chút xíu thì Tường cho hai bạn bóc một cái lá thăm của chương trình ha. Đọc lớn yêu cầu trong đó ra, mình thực hiện cho vui nè. Em thích chàng trai nam tính, anh hãy chứng minh độ nam tính của mình bằng một vài động tác. Đó, bóc trúng này luôn, chắc thấy anh này ẻo lả quá đó. Giờ mình làm sao để thể hiện sự nam tính của mình nè. Lông lá thấy nhiều rồi đó mà chưa thấy men chút nào hết trơn á. Gồng tay. Gồng tay hả? Rồi đâu gồng coi có gì không? Gồng. Đó, gồng nha. Trời, tay trắng dữ vậy chắc không có chơi thể thao rồi. Hết cỡ rồi đó hả? Dám thua con chuột tôi lắm à. Này hơi lười chơi thể thao, ngày trước em có chơi nhưng mà dạo này lười chơi. Ủa em vậy có thể hiện được nam tính chưa? Chưa. Em gồng cũng được mà. Làm gì nữa? Này chắc về phải đi tập tạ. Ở bây giờ này thể hiện cho người ta coi mình nam tính nè. Nắm tay người ta cái. Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Rồi qua thể hiện nam tính thử coi có nam tính không. Sao mà tôi thấy nam tính đó nha. Cho anh nắm tay em tí. Rồi cảm ơn em. Ủa vậy là nam tính đó hả? Em thấy sao? Vậy thì đâu có gì đâu là nam tính đâu chị. Bây giờ trước tiên em phải làm sao nam tính để cuốn hút được cổ mới hẹn hò với em, mới yêu đương, mới đến cái đoạn cuối chứ. Em thơm tay một cái. Thơm tay là thể hiện nam tính thôi, em lời quá. Nhưng mà lời gì luôn đấy chị. Ý vậy? Giờ ý em muốn anh làm gì để thể hiện nam tính nè? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy hả chị? Hít đất á. Hít đất. Em thì em ít. Ít thì tiết thử coi được mấy cái. Dạ, anh cứ làm thử được mấy cái. Đếm đi em gái đếm đi cưng. 1 2. Không được thì dừng lại, đừng ụp mặt xuống đất nha. 4 5 6 7. Rất chậm chạp. 8 cái hết sức chứ không được 10. Thôi vậy cũng được rồi. Thôi 8 cũng được 10. Rồi, 8 trên 10. Rồi, xác suất sức khỏe. Trời ơi, cái gì đó dữ vậy. Ổn không em, nhịp tim ổn định không? Chắc là huyết áp ổn định. Huyết áp ổn định ha. Tới phiên mình nè, giờ mình sẽ bóc một lá. Đọc lớn lên coi. Em hãy quan sát anh thật kỹ, điểm nào ở anh em thấy ấn tượng và thích thú nhất. Quan sát ảnh thật kỹ, điểm nào ở anh này làm em cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất. Nói thật lòng nha, đây cho nãy giờ ta cũng hít đất thiệt tình rồi đó. Chắc cái mũi đi. Cái mũi hả? Dạ. Cái mũi anh sao mà ấn tượng mà thích thú nhất, thích gì nữa cái mũi ổng? Mũi gọn. Đẹp. Đẹp. Dạ. Trời ơi, tôi nhìn đây nãy giờ tôi chưa thấy cái chỗ nào tại đẹp. Tại vì bị nhỏ xíu, nhưng mà nếu mà cà láng hết vẫn rất đẹp. Nghĩa là cái form mũi đẹp. Dạ đúng rồi. Vậy mà cũng nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn của ảnh. Thôi được rồi, người phụ nữ ấy nói đẹp là đẹp. Và bây giờ vậy, hai bạn nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Điệp hãy nói thật lòng mình, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra cho đến bây giờ thì cảm xúc trong người bạn như thế nào? Cảm xúc anh thấy vui, thấy em rất là hào hứng và vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Thế còn em, hôm nay em cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay thì cảm nhận rất là vui. Vậy thôi, chưa biết gì hết. Đơn giản, phụ nữ đơn giản mà vui nhiều. Vui là được ạ. Nhiều ý nghĩa lắm. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là mình trở thành một cặp đôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu như mình không có một cái sự rung động nào từ trái tim thì mình không cần bấm. Suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, ta đưa ra quyết định. Bây giờ nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, tôi tưởng đâu là sẽ có người không bấm mà ai dè hai người cùng bấm. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Thậm chí hai bạn cùng bấm mà hai bạn bấm rất nhanh quý vị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hẹn hò rồi chúng ta nắm tay nhau. Mời hai bạn tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày tham gia chương trình. Hôn em một cái. Đây, Tường xin gửi tặng cho hai bạn ha.
Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hy vọng rằng hai bạn này cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Tường cũng đã hoàn thành cái vai trò của mình ngày hôm nay rồi quý vị. Chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé. Khung giờ quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 7 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị ơi, xem nhớ đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc, phiên bản kết đôi như ý. Sau những lần mình thất bại, coi mình... chừng chị không kêu em bằng ông Mai nữa mà kêu em là ông Sàm. Ông Sàm. Trời ơi, không có đâu chị, nghiêm túc. Sau những lần thất bại em biết đó là mẹ của mình. Mẹ của thành công. Đúng rồi, thất bại là mẹ của thành công. Bởi vậy cố gắng nha chị. Yeah. Ngày hôm nay có em bài học mới của chị Tường. Kết đó là phải dính. Kết là phải dính. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Không có đâu chị ơi. Phải không? Không có đâu. Mời quý vị cùng đến với những câu chuyện vừa kể. Hôm nay mình có dánh ve ve gì nữa không? Dạ không chị. Không hả? Hôm nay em có một cái điềm gì đó. Em sẽ kể em nghe câu chuyện. Sáng nay. Em vừa bước ra cửa, em nhìn trên cành cây, em thấy đôi chim đang hót véo von, véo von, véo von. Em đi ngang qua bờ hồ, em thấy đôi chim đang đùa giỡn trong hồ nước thật là vui vẻ. Ủa, đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước hả? Ủa, đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước hả? À, đôi cá, em lại nhầm. Đôi chim hót véo von, đôi cá đùa giỡn trong hồ nước, vui vẻ, vui vẻ. Em đi ngang qua khu vườn, thấy đôi bướm đang vờn giỡn với nhau. Em thích nghĩ đó là không biết cái điểm gì, đôi khi là cũng là số 2, nhưng mà số 2 vui vẻ. Em nói một hồi nữa là cái số 2 đứng ở đây trở nên vọng. Vọng vọ luôn á. Sao vậy chị? Em kể chuyện duyên quá à. Không có thì... Rồi nó ăn nhậu gì vô ghép đôi thần tốc bữa nay. Thì đôi nhiều khi là mình ghép đôi em là... muốn một cặp đôi bữa nay là con chim vui vẻ hay vui con vẻ. Cá vui vẻ. Đó là một câu chuyện vui em kể thôi. Vui gì tôi thấy không vui vậy trơn á. Kể một cái nữa là hai đứa mình đứng đây là không có vui vẻ. Dạ. Rồi vị trí đi. Thì nói chung là ngày hôm nay sẽ cố gắng hết sức. Sau những lần mình thất bại, coi chừng chị không kêu em bằng ông Mai nữa mà kêu em là ông Sàm. Ông Sàm. Trời ơi, không có đâu chị, nghiêm túc. Sau những lần thất bại em biết đó là mẹ của mình. Mẹ của thành công. Đúng rồi, thất bại là mẹ của thành công. Bởi vậy cố gắng nha chị. Cố gắng. Yeah. Yeah, yeah. Mẹ ông Mai còn ngủ ngon không hay là mất ăn mất ngủ rồi? Cũng ngủ nửa giấc không à. Sao vậy, nửa giấc làm gì? Không, mà đó giờ chưa bao giờ đạt một kỷ lục là mình ghép đôi được hai cặp đến với nhau hết. Lúc nào cũng là được một cặp. Bởi vậy ngủ nửa giấc hoài luôn á. Vậy Tường tội lắm, tâm sự với tôi hoài à. Em áp lực, em căng thẳng lắm. Mỗi lần em mai mối ấy, em phải người nào mà trẻ trung vui vẻ đó, em còn hăng, em nói dữ lắm. Mà mỗi cặp đôi nào mà gặp mấy bạn mà gãy đổ, mà gặp ông Mai này ổng quýu, bây giờ ổng sợ. Giống như là muốn san sẻ ta mà không biết san sẻ, không biết làm như thế nào để mà giúp cho họ. Hiểu, nhưng mà chia sẻ với em, nhưng mà đừng có áp lực quá. Dạ. Mình làm hết sức khả năng của mình thôi, đúng không? Có nghĩa là mình coi hồ sơ, mình ghép đôi, mình thấy họ là tương ứng được, thích hợp được khoảng 60% mà mình mới ghép. Nói chung mình ghép hết cả số. Nhưng mà còn cái 40% còn lại, nhiều khi họ nhìn nhau, họ không có điện, là dạ, làm sao mình đo được cái chuyện đó. Với lại không có cần là bao nhiêu cặp, quan trọng là cái chất lượng. À, hiểu không? Mình không cần số lượng, không chỉ cần chất lượng thôi, đúng không chị? Vấn đề mình ghép là mà họ ở với nhau lâu, họ tiến tới hôn nhân mình là thành công. Hôm nay là có một bài học mới gì chị Cát Tường nữa, chủ yếu là chất lượng chứ không cần số lượng. Ủa vậy đó, vậy em cần số lượng không à hả? Không có thì hồi lâu vậy chứ tưởng tượng là số lượng thì nó sẽ ngon lành, nhưng mà chất lượng thì nó vẫn tốt hơn. Một tràng pháo tay cho ông Mai Hứa Minh Đạt. Rồi, mời ông Mai về vị trí. Dạ, mời bà Mai. Bữa giờ có coi chương trình không? Dạ có. Trời chị ơi, tôi thấy người ta khen em quá trời luôn đó. Đấy, em được vậy là nhờ chị dìu dắt. Thôi em có dìu. Dễ thương, vui tính thôi, nhưng mà chị kinh nghiệm, chị dìu dắt. Thật sự là Tường này cũng như Minh Đạt, tất cả ekip thực hiện chương trình rất rất là cảm ơn quý vị khán giả luôn, đã luôn đồng hành, ủng hộ cho những cái chương trình mai mối của các Tường. Bây giờ có thêm cậu em Hứa Minh Đạt nữa, hợp dạ, tác vui vẻ và thành công. Dạ. Bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Nào. Nè,
em nóng nảy đó đúng không? Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ dạ, chưa? Dạ. Đó, nhiệm vụ của mình là làm sao đó để mà kiếm, coi như là em là đại diện họ nhà gái nè. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Đó, em làm sao em phải, mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Soi chị được luôn hả? Không phải, soi hai chàng trai của chị. À rồi 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 rồi. Hiểu dạ, không? Dạ, dạ. Để khi mình kết đôi là phải dính. Dính đúng không chị? Đúng rồi. Đó là dính đúng không? Vậy người ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có em bài học mới của chị Tường. Kết đó là phải dính. Kết là phải dính. Ngày hôm nay mục tiêu của hai cho mình là phải hai cặp thành công đúng không chị? Đúng rồi, nhưng trước tiên là chị với em không được dính. Đi qua anh kia. Rồi rồi rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-1 mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Ông Mai bà mối lúc nào tâm trạng cũng háo hức. Hôm nay chúng ta không bàn gì hết. Mình phải bàn đi chị. Không bàn. Bây giờ lấy đọc chị đọc đi, mấy lần hả? Trước mình bàn vô. Chắc quá mà. Bây giờ mình bàn ra được không? Bát ra hả? Bát ra luôn. Gì kỳ vậy ông Mai bà mối, sao đi bát ra? Sai quá. Sai đúng không? Bị sai không? Sai quá sai. Không không không, chiến lược này không ổn. Làm như chị kết nối với em chị xuống tay nghề á. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Không có đâu chị ơi. Phải không? Không có đâu. Không phải hả? Tại em xui. Hả? Đó thì đó, em kém chị theo nè. Không sao, nhưng hôm bữa nay em hên, em cảm thấy em bữa hên nè. Được, vô đội hình. Vô đội hình. Bây giờ chị cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử, chạm gì ạ? Chạm gì ạ? Em muốn chạm cái gì? Chạm thử vào điều ước. Chạm thử. Không cần ạ. Chạm. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Dạ. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thẳng về phía trước. Dạ. Đưa cái tay mình ra. Đó. Sát vô cánh cửa. Dạ thầy. Wow. Rồi. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm, dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh, tay anh. Anh vui thôi, vui thôi, vui thôi chứ không phải nha. Đừng có cảm nhận mà hồi là không được, anh không được nha. Nhìn ra trước. Ôi lạnh quá. Cảm nhận như thế nào? Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Có nhà nên chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân? Dạ. Yeah. Nhắm mắt lại cảm nhận một xíu đi. Nhớ cái cảm xúc này chưa? Nhớ chưa? Dạ chưa. Được rồi. Lấy tay ra đi em, về vị trí. Đứng đó, đứng đó. Cho em một đặc quyền nữa. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ngồi ở ghế màu. Wow. Rồi xanh. Rồi, về đây, về đây. Đưa tay ra đi em. Nhắm mắt lại. Ôi, sao sao lẹ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi vô ngồi, vô ngồi em. Cái sao nhìn cái liền vậy? Gì ghê vậy? Dạ. Sao vậy? Vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. À, dạ. Rồi, về vị trí và giữ nguyên cái cảm xúc đó. Wow. Nó nghe nè. Mình đâu có thể nào ưu tiên cho một người. Đúng rồi chị. Phải hai chàng luôn chứ. Rồi, bây giờ được rồi. Đỡ nha, đứng giữa giữa đừng có để nhìn thấy nhau nha. Rồi, thấy mà. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn lên đây. Kia nó còn từ chối nữa. Rồi, đứng vô đây, sát vô. Rồi, đưa cánh tay mình ra. Giờ chàng trai này nắm sao nào? Cho em muốn nắm ở bộ phận nào? Trời đất, cái gì bộ tay thôi. À, tay thôi đúng không? Ok. Rồi, không lẽ người ta nói muốn nắm chân rồi em đứng. Nhưng mà cô bé này biết múa đó, có thể đưa cái chân được lên luôn á. Thiệt. Ép quá. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Chà, cả hai chàng trai đều nói tay Vân hơi lạnh. Phải có nguồn điện gì nha. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bệnh đó. Vậy nhà ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Ông đây đây tình. Tay chị. Được rồi. Được rồi anh dạ. Nè nắm đi. Hồi nãy có điện giật á chị. Mở cửa. Mở cửa đúng không? Còn mở cửa gì nữa? Trái tim. Chần mở... chờ gì nữa. Mở cửa trái tim thôi. Em hãy làm một cái trích đoạn hài gì đó em thấy thú vị. Rồi vậy anh Đạt có thể đóng cùng em một
chích đoạn nhỏ để được, được chứ đã luôn. Sao? Đây. anh sẽ mồi cho em rồi. Em có một cái tình huống rồi, coi như là em là một người bạn xa đi về gặp anh Đạt tình lình rồi hỏi thăm nhau vậy thôi. Có những câu hỏi nào mà anh cảm thấy nó hơi bị sốc thì anh hoang mang, mà anh coi như là anh coi được khó hiểu mà nói tại rồi. Sao mà mình sốc tao vậy? À, coi như là anh đi về hay là em đi về, ví dụ em ở thành phố em có về đúng không? Rồi anh đang ở nhà đi, anh là hàng xóm lú qua hỏi thăm nè. Ui ơi, Tùng mới về hả? Ôi mới về nè, trời ơi, khỏe không? Khỏe khỏe, ngồi ngồi đi, đứng le le qua nhìn đàn gái ta hả? Đi le le ngồi đi cha. Đứng giả bộ ra đi. Đứng này được rồi. Ngồi đi nói chuyện cũng được. Giờ đứng được không? Được. Đứng cho bạn thấy chiều cao của tôi mà. Ừ rồi tôi biết rồi. Khỏe không? Khỏe. Ôi vậy con khỏe chứ hả? Khỏe luôn. Bà má khỏe không? Khỏe luôn. Cô gì chú bác khỏe luôn. Khỏe luôn. Ủa sao kỳ sao em khỏe vậy ta? Sao vậy chứ, không lẽ mối mua mày chết? xin lỗi chứ bệnh, sao bệnh nghề nghiệp à? Bệnh nghề nghiệp gì vậy? Tôi là bác sĩ mà à. Đi ra ngoài đường thấy ai không khỏe hết tôi buồn. Trời ơi, tôi có một bé Yến gần sớm làm nghề điều dưỡng. Ồ vậy hả? Không làm bác sĩ hả? Ờ, giới thiệu bé vô nhiều khi hai trong một với chị. Nghe nè, hồi nãy nói chơi thôi, gia đình bạn khỏe hết là tôi mừng rồi. Khỏe. Nhưng mà biết tôi làm bác sĩ gì không? Bác sĩ gì ạ? Thú y á. Dạ thôi vậy hết. Nhưng mà không, mà hồi nãy á, anh có nghe là Tùng có thể giả được giọng nhiều người đúng không? Dạ em biết tiếng nói tiếng vùng miền thôi. Vùng thôi, miền thôi. Làm thử vài vùng là miền Trung đi. Miền Trung đi. Miền Trung đi nè. Dạ yeah, em biết nói tiếng Phú Yên nè. Ừ. Rồi chuyển qua dòng Khánh Hòa. Ừ. Đi về Quảng Nam Đà Nẵng. Sống rồi Tiện Huệ, quê của chị. Chà, biết quê tôi Tiện Huệ luôn. Thanh Hóa của Choa thì dĩ nhiên là mình biết rồi. Còn đi về Hà Nội thì em cũng biết. Ờ, hay quá trời. Ngon lành ha. Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiện đồ của công ty. Xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đấy thì em có đi Nhật 2 năm. Phúc ơi, em có thể giúp giùm anh không? Tại vì mỗi lần anh vô quán ăn Nhật á, người ta hay nói là lát xuống mất xe hoài mà anh không biết đó là ý nghĩa gì. Anh ra anh nhìn chiếc xe anh hoài luôn á, vô là lát xuống mất xe. Cái chỗ đó là thì rất xài mất xe, có nghĩa là kính chào cái khách mời vào á. Lát xuống mất xe. lát xuống mất xe. Ví dụ bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, anh sẽ đờn cho em. Ai đờn? Em. Bạn nào biết đờn thì đờn. Em biết đờn không? Chuyên ngành chính của em là piano, còn guitar thì em chỉ gọi là giải trí thôi. Giải trí thì có thể đệm đàn cho bạn hát được không? Tại vì em là người cầu toàn đó, em muốn mọi thứ nó có sự chuẩn bị, còn cái này nó hơi bất ngờ một xíu. Hơi bất ngờ thì anh đây, anh khoái sự mà bất ngờ lắm. Rồi, hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vô. Trời ơi, tôi dạo lại nè. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Một thứ bình đàn xin kính chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản kết đôi như ý. Vậy là thấm thoát là chương trình đã phát sóng được 14 tập. 14 tập dĩ chi là Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường đã ghép đôi là 28 cặp đến với nhau. Thành công cũng có nhiều mà thất bại cũng không ít. Hứa Minh Đạt ấn tượng rất là nhiều cặp. Cái cặp mà anh thầy giáo dạy thể dục ở Bình Dương và chị làm chi tá ở bệnh viện. Nhưng mà thật ra hai người đó đã kết bạn Facebook với nhau từ lâu mà không biết. Thì thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì vô tình được gặp ở ngoài đời, luôn như là họ có một cái duyên gì sẵn vậy đó. Hay là ghép đôi cho một cặp anh chàng nhân viên kinh doanh với lại bà mẹ một con. Thì chàng trai đó như là con trai nheo nhẹo, nhưng mà họ đến được với nhau bởi vì
đó là xuất phát từ tình cảm. Khi mà người con gái hỏi là anh có ngại khi mà thể hiện tình cảm và đến với một người con gái để có một đứa con, thì cái hình thể của họ không được như là một người con gái khi mà chưa có con, thì anh có đục rè không? Thì anh chàng nói thật sự là cái tình cảm đó, tất cả anh không đục rè đúng không? Cặp đó cũng đến được với nhau. Trong khoảng thời gian dịch như thế này, nếu mà đứng kể thì không biết gì nào mới xong. Thì mong là dịch sẽ mau qua, chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được tới với phim trường, cũng sẽ ghép đôi những cặp đến với nhau. Thứ mình đạt mong là trong khoảng thời gian giãn cách thế này, tất cả quý vị khán giả hãy giữ gìn sức khỏe của mình, thực hiện đúng nội quy 5K và ở yên ở nhà để dịch mau chóng qua. Thì lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ được hoạt động bình thường. Tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe của mình nha. Quý vị còn nhớ câu chuyện nữ doanh nhân bị mẹ bạn trai thẳng thừng từ chối, nhưng khi phụ huynh đi hẹn hò cùng con cũng chỉ đưa ra những ý kiến khách quan của mình thôi. Hôm nay con trai đưa mẹ đi theo, mẹ nói vậy tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn ai, mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu ca đừng buồn cô nha. Dạ. Không buồn. Tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu. Không chê. Mà cô nói là tiếc mà. Rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Con mời bác trai. Dạ, tôi là phụ huynh của em bé Tơ. Dạ. Thường nhìn hai người thì tôi cũng biết sao lựa, để nhìn nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Ca hát rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Nhìn nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng lại múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. À Tía, dạ chào Tía. Dạ, Tía hôm nay Tía đi theo coi nãy giờ rồi Tía có suy nghĩ gì sao nè, Tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á. Nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Mời qua tới họ nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc. Là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Dạ. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được. Và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Dạ. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ, rồi cảm ơn cô. Nhà gái bạn đông đúc quá nhỉ. Dạ, em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỏi vai, mỏi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? Nhà mình có đang dư điện, dư đồ gì không chị? Dạ không. Có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ, mọi vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao á thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Dạ. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Dạ, thì dạ. Bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải dạ. Có thời gian để tìm hiểu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. Khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt. Dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tùy duyên do con cô chị chọn đi. Cho đi cô này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời.
đạp vỏ dưa thấy vỏ dưa cũng sợ đó. Bữa nay cái học bài mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn ai đi dạ? Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai chọn. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. À, vậy cô chọn chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ hèn chi đã giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cổ chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi rồi, ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dễ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Rồi nên cổ thấy không ổn, cổ chọn qua anh màu đỏ, cổ cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm rồi ôm. Cảm ơn cô. Khi theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốt thì mình thấy chương trình vô cùng ý nghĩa và thú vị. Chương trình đã ghép đôi cho rất nhiều cặp đôi phù hợp với nhau. Bên cạnh đó thì hai MC cũng vô cùng duyên dáng và hài hước nữa. Người tham gia đến với chương trình thì họ có thể bày tỏ được quan điểm của mình để cho khán giả cũng giống như là đối phương hiểu được hơn. Mình rất là thích tập của chị Đoàn Minh bởi vì mình thấy chị đã thẳng thắn thể hiện cá tính và quan điểm cá nhân của mình rồi. Và trước khi bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau để khi quen nhau thì đỡ bị vỡ mộng thôi. Cô xin chúc chương trình ngày càng thành công và tốt đẹp. Ngoài ra còn có nhiều trai xinh gái đẹp nữa nha. Các bạn nên xem thử chương trình một lần. Hy vọng là sắp tới chương trình sẽ phát triển hơn và sẽ ghép đôi cho thật nhiều cặp đôi phù hợp với nhau hơn nữa nhé. Thật vui khi chương trình là cầu nối ghép đôi những trái tim cô đơn trở thành một. Hãy cùng cậu chúc cho họ luôn hạnh phúc bền lâu nhé. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1. Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi tao luôn chị. Em thấy một người trưởng thành hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Thực ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa mà. Em thì chưa có mối tình nào đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối. Tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em thấy mây, em thấy mưa, em thấy nắng, em thấy bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cô gái ghế màu đỏ và anh chàng và ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách. Hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích. Nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2. Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bằng ý này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á thì em cũng không có muốn phát triển thêm. 1
chốt sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này cơ Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Đúng rồi. Thật ra ít phút ở đây hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây. Đây hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó thì anh cũng mong em rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Mời cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động. Tại vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè. Quyết liệt lên coi. Nắm người tay chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ lên. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Nắm tay luôn chứ, nắm tay luôn chứ. Đúng rồi cưng. À đủ cặp. Đủ mình cặp, mình với nhau. Về với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ. Tâm trạng rất là hân hoan, rất là vui sướng. Rồi bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai, còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4. 3 2 Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải một con người nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Mối bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. 1 Bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Tôi chưa kêu tôi mất. Ủa tôi mới kêu nắm tay hà. Nhanh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lành quá vậy? Ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn đúng hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Tụi con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ. Dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cô cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ luôn á. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô, bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đánh bóc cho bác. Chưa sợ. Hồi nãy mới la là con dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè. Phải có cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ. Nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Dạ, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi. Em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi. Rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Dạ, xin hát thật. Và lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người
Mong đời gì nơi tôi, tiếng em tới đây thôi. Phố mưa cũng đã tạnh rồi, y như một giấc mơ trôi. Dạ. Thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có okay. Các bạn thôi. Được rồi. Tường xin chúc cho hai em ha sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau, một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào.